giới thiệu, tôi tên là Vân, tôi ở Hà Nội. Trước đây khoảng 7-8 năm nay là tôi đã từng mắc căn bệnh viêm xoang rất là nặng đấy ạ. Coi như là mỗi khi thay đổi thời tiết đối với tôi nó như một cực hình, bởi vì nó đau suốt dọc từ sống mũi, nó đau sang hai thái dương rồi lên đến đỉnh đầu. Và mỗi khi thời tiết thay đổi, hắt xì hơi rất nhiều. Tôi được một người bạn giới thiệu đến công ty Đông Nam Dược Kim Cương sản phẩm Nano Omike, như là tôi đã dùng thử và thấy rằng sản phẩm này là rất là tốt đấy. Vì là tôi thấy rằng mỗi khi thay đổi thời tiết, tôi không còn cảm thấy như phải lo sợ. Tôi chỉ nhỏ một vài giọt thôi là tôi đã thấy rằng mình đã được rất là thông thoáng và nhẹ. Cho nên là đối với tôi bây giờ không cảm thấy là lo ngại mỗi khi thời tiết thay đổi, và tôi thấy là cuộc sống của tôi cảm thấy rất là vui vẻ và nhẹ nhàng.